Với chiếc đuôi người cá xinh đẹp do chính thương hiệu Mermen Tune ra đời, sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu chất liệu từ Hàn Quốc, Trường Dạy làm tiên cá đầu tiên ở Việt Nam cũng xuất hiện để biến ước mơ tiên cá thành hiện thực cho tất cả mọi người. Các bạn sẽ được học cách di chuyển, nhảy múa và biểu diễn nghệ thuật dưới nước. Từ năm 2002, Tiêu được học tất cả kỹ thuật bơi lội bởi các huấn luyện viên chuyên nghiệp tại câu lạc bộ Lan Anh. Hai năm sau, bơi thành thục ếch, sải, bướm, ngửa và bắt đầu chế độ tập luyện của vận động viên bơi lội. Mỗi ngày, bơi liên tục từ 2.000 đến 5.000 mét. Đến năm 2012, Tiêu là master bơi bướm không đối thủ ở Việt Nam, có thể bơi bướm liên tục trên biển từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, đạt được rất nhiều thành tựu trong bơi lội, bơi vượt biển, từ Vũng Tàu đến Long Hải, nín thở hơn 5 phút dưới nước, được Tổ chức Người cá Thế giới VDIC chứng nhận là thầy người cá quốc tế. Năm 2015, Tuân trở thành huấn luyện viên bơi lội quốc tế và tiếp tục học lặn biển với thầy Nguyễn Văn Lộc, người đã đạt rất nhiều chiến công trong công tác cứu hộ trục vớt và bảo vệ các rạn san hô cho quốc gia. Năm 2016, Tuân xây dựng câu lạc bộ người cá ở Việt Nam để dạy bơi miễn phí cho các bạn mua đuôi người cá của Tuân. Và cũng quyết định mở luôn trường dạy làm nàng tiên cá đầu tiên ở Việt Nam, liên kết với tổ chức BDIC ở Mỹ, đào tạo người cá chuyên nghiệp để đi biểu diễn ở các hồ cá lớn và các khách sạn sang trọng trên khắp thế giới. Ngoài ra, Tương cũng là người cá đầu tiên tại Việt Nam biểu diễn bơi lội chuyên nghiệp cho các sự kiện khai trương hồ bơi khách sạn resort trong suốt thời gian qua. Mình muốn tạo ra một cộng đồng nơi mọi người cùng trở thành người cá để biết yêu quý thiên nhiên và động vật hơn. Ngoài ra, Tương còn được biết đến với biệt danh là tiên cá biết tất cả. Lớp học sẽ bắt đầu với lý thuyết về nàng tiên cá. Tiêu sẽ truyền đạt tinh thần nàng tiên cá đến người học. Thế giới lạnh lùng và khắc nghiệt, nhưng tại đây chúng ta tìm thấy hòa bình và tình đoàn kết. Chúng ta từ bỏ nỗi đau, sự cạnh tranh. Chúng ta lựa chọn chấp nhận mạnh mẽ, tự do và dũng cảm. Theo Tiêu thấy, việc ý thức mình thật sự là một nhân ngư cũng rất quan trọng vì sẽ giúp cho khả năng bơi tự tin hơn với chiếc đuôi nàng tiên cá, chàng tiên cá. Vì thế các học viên sẽ học về văn hóa, lịch sử, về thần thoại của người cá. Trước khi trường học được tổ chức BDIC ở Mỹ chấp nhận với 7 level, Tion đã sửa lại giáo trình chỉ còn 5 level thôi. Từ trình độ căn bản cho người mới bắt đầu đến trung cấp đến nâng cao, chuyên nghiệp và master. Đặc biệt là trình độ cuối cùng là 6 và 7. Học viên sẽ có cơ hội được trở thành huấn luyện viên hoặc là thầy người cá như Tiêu. Trường tuyển sinh tất cả những người chưa biết bơi hoặc đã biết bơi và có hứng thú thật sự với nàng tiên cá, chàng tiên cá, người cá, nhân ngư thì hãy đến với Tiêu. Học phí cho một khóa học là 200 đô la, ưu tiên cho người Việt Nam chỉ với 4 triệu đồng. Giá đã cực kỳ rẻ so với các trường học người cá ở các quốc gia khác. Khóa học đào tạo người cá này không chỉ giúp học viên phát triển được thể chất, trí tuệ và tâm hồn, bạn còn có thể giữ được vóc dáng đẹp, tăng cường sức khỏe, tinh thần thư giãn thoải mái và kết bạn được với những người có cùng chung sở thích yêu quý thiên nhiên và bảo vệ động vật với mình. Để tạo cảm hứng cho học viên, Tiêu tự sản xuất ra đuôi nàng tiên cá thiết kế riêng cho từng bạn, theo số đo của từng bạn. Bởi vậy, đuôi tiên cá của thương hiệu Mermen Tiêu là đuôi thiết kế độc quyền, không nơi nào có được. Vì chỉ có tiên cá thật sự mới có thể làm ra đuôi người cá tốt nhất cho bạn. Chất liệu làm bằng vải cao cấp, đường chỉ may vô cùng khéo léo để có độ bền tốt nhất. Đuôi tiên cá được sản xuất cho việc đào tạo người cá chuyên nghiệp nên rất tỉ mỉ đến từng chi tiết, đẹp từng cm. Ở dưới nước, đuôi tiên cá của Tiêu đẹp cực kỳ, nhìn bạn hoàn toàn như một nhân ngư thật sự. Khi mà mang nó vào thì hai chân của bạn bị buộc chặt với nhau, nhưng rất an toàn. Và bạn bắt đầu tập bơi, chú trọng vào phần eo để luyện được kỹ thuật dolphin kick để trở thành một người cá thực sự. Bạn phải tự nhắc nhở mình không cong đầu gối. Đây là phần khó nhất khi tập luyện. Nếu mà cong đầu gối là không thể nào trở thành người cá thực sự được.
Đối với những bạn mà cong đầu gối, chắc chắn tôi phải dành rất nhiều thời gian để sửa cái đó cho bạn. Tiến hóa như một dạng người sống được trên bờ lẫn dưới nước. Điều đó hoàn toàn có thể trở thành hiện thực nếu đến với trường học người cá của Tiêu. Đối với nhiều cựu vận động viên bơi lội cấp quốc gia, khi mặc thử đuôi tiên cá của Tiêu vào, họ cũng cảm thấy trở thành vận động viên bơi lội còn dễ hơn làm người cá nữa, làm kình ngư còn dễ hơn làm nhân ngư. Mặc dù trường mới chỉ hoạt động trong thời gian vài tháng, số lượng học viên còn ít, cũng rất hy vọng trường dạy làm người cá đầu tiên tại Việt Nam có thể truyền tình yêu tất cả muôn loài đến với mọi người. Khi học cách khám phá vẻ đẹp nội tâm và biết yêu quý bản thân, bạn sẽ có trách nhiệm lan tỏa tình yêu ấy đến những người xung quanh. Đây không phải là một cộng đồng tiên cá ích kỷ, tự coi bản thân là trung tâm. Tôi muốn tạo ra sự thay đổi cho nhân loại.